Thưa quý vị và các bạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ thị xã là nội dung chính của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nguyễn Văn Phương dự và chỉ đạo diễn tập thực binh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm nay có nhiều nội dung và thực thi một loại hình mới. Cùng một lúc phải diễn tập nhiều nội dung từ khâu chuyển lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, sơ tán lực lượng vũ trang và một phần cơ quan đảng, chính quyền, nhân dân ra khu sơ tán, tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực của địch, động viên quân dự bị, triển khai trận địa và xử trí một số tình huống A2, đánh địch, tiến công vào địa bàn, tiến công địch, đổ bộ đường không. Đây là những nội dung đòi hỏi tỉnh linh hoạt, tư duy thực tiễn trên chiến trường và được xử lý phù hợp, sát với tình hình thời chiến và thực tế địa phương. Cái đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã và xã phường lần này là một cái đợt mà để nhằm nâng cao cái nhận thức cho lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thị xã về thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024 có quy mô khá lớn, huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia, nhất là ở các nội dung thực binh trung đội dân quân xã Thủy Lương, đánh địch, tiến công vào địa bàn, xử lý tình huống A2, đặc biệt là nội dung thực binh đại đội bộ đội địa phương được tăng cường binh khí kỹ thuật, tiến công địch, đổ bộ đường không, đã huy động một số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn thuốc nổ, cùng với các tình huống đặt ra yêu cầu cao để hoàn thành mục tiêu đề ra. Xác định nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã là một nhiệm vụ trọng tâm trong cả một nhiệm kỳ. Do đó, chúng tôi đã tham mưu cho thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Có những nét mới trong diễn tập lần này, đó là sử dụng UAV trong các cái trạng thái quốc phòng và trong các tình huống chiến đấu, đặc biệt trong phần diễn tập thực binh của khu vực phòng thủ. Và có thể nói rằng đối với lực lượng vũ trang của thị xã Hương Thủy đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ diễn tập. Sau gần 3 ngày đêm thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Cuộc diễn tập để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.